Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thí điểm cho phá sản ngân hàng. Bài viết được đăng trên trang Tuổi Trẻ Online. Phát biểu tại phiên thảo luận tổ ở Quốc hội sáng ngày 22 tháng 10, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định chính phủ sẽ quyết liệt trong tái cơ cấu kinh tế, không cứu vớt các ngân hàng, doanh nghiệp yếu kém. Lập ngân hàng cổ phần rồi để nhà nước phải mua lại không đồng, nhà nước phải đứng ra xử lý hậu quả thì ai cũng muốn làm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói. Phó Thủ tướng khẳng định trong giai đoạn tới, việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước sẽ triển khai quyết liệt hơn với nhiều giải pháp mới. Ông cho biết, trước đây cổ phần hóa số lượng doanh nghiệp thì rất nhiều nhưng tổng vốn hóa thì rất thấp. Mỗi em một tí thôi. Lần này xác định rõ là với loại 100% vốn nhà nước, cần giữ thì phải giữ, rồi loại 65% và loại 50%, còn lại loại dưới 50% thì có thể thoái hết vốn. Chúng ta thay đổi cơ bản cách thức quản trị. Anh nào đã cổ phần hóa rồi thì dứt khoát phải lên sàn, dứt khoát phải công bố thông tin. Tuần này, chính phủ đốc thúc rất quyết liệt. Anh nào trốn tránh thì trước hết công khai lên để dân biết. Doanh nghiệp thua lỗ trước đây thường xin cơ chế nọ kia. Bây giờ phân loại ra, nếu thua lỗ do vấn đề khách quan, khả năng còn tái cơ cấu được thì mới tập trung tái cơ cấu, không cho lạm dụng từ tái cơ cấu. Doanh nghiệp nào thua lỗ, dự án đầu tư không có hiệu quả như gang thép Thái Nguyên bây giờ mà bỏ tiền vào nữa thì có mặt chết, dứt khoát phải xử lý. Không nói đến tái cơ cấu mà nói là xử lý các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, các dự án đầu tư không hiệu quả. Nhà nước không cứu những anh như vậy. Phải rõ ràng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh. Đối với hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng, ông Huệ cho biết hiện nay báo chí, dư luận đang quan tâm là có hay không việc sử dụng các nguồn lực nhà nước để giải quyết nợ xấu. Chúng ta đừng lẫn lộn hai khái niệm, ngân sách nhà nước và nguồn lực nhà nước. Thực tế là từ trước đến giờ, và có lẽ sau này cũng vậy, chúng ta rất cân nhắc chuyện sử dụng ngân sách để xử lý nợ xấu và xử lý ngân hàng yếu kém. Ông nói, theo Phó Thủ tướng, thực tế hiện nay chúng ta đang dùng nguồn lực nhà nước rồi. Khi một tổ chức tín dụng trích lập dự phòng để xử lý nợ xấu, tức là nếu cho phép ngân hàng trích lập 100 đồng vào chỗ này, thì ngân sách đóng 25 đồng rồi, bởi vì không cho trích lập thì nhà nước chỉ thu được 25 đồng, tức là thuế thu nhập doanh nghiệp. Rồi khi nhà nước cho công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC phát hành trái phiếu đặc biệt, thì có nghĩa là dùng ngân sách nhà nước rồi. Bởi nếu cho vay thông thường thì lãi suất 7-8%, còn tái cấp vốn thì chỉ 3%. Cho nên, đừng nghĩ chỉ dùng kỹ thuật là xử lý được nợ xấu. Lần này chúng ta khẳng định rằng có thể sử dụng nguồn lực của nhà nước lớn hơn để xử lý nợ xấu. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chính phủ cũng đề xuất giải pháp mạnh hơn là thí điểm cho phá sản ngân hàng. Tổ chức tín dụng yếu kém. Chúng ta bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, đồng thời không để xảy ra hiệu ứng domino, sẽ cho phá sản ngân hàng yếu kém. Làm được như vậy thì có tác dụng cảnh tỉnh rất nhiều, chứ bây giờ cứ thành lập ngân hàng cổ phần, hoạt động yếu kém, rồi nhà nước phải mua lại với giá không đồng, rồi nhà nước đứng ra lo thì ai chẳng muốn làm. Như vậy với tổ chức ngân hàng nào còn có thể phục hồi được, thì chúng ta nói là tái cơ cấu. Còn với những ngân hàng không phục hồi được, thì chúng ta gọi là xử lý ngân hàng yếu kém. Đề cập đến tình hình ngân sách nhà nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định ưu tiên của chính phủ là tái cơ cấu thu chi ngân sách để đảm bảo an toàn nợ công. 5 năm trước chúng ta không nói nhiều về cái này, nhưng bây giờ đặt lên thành số 1. Tới đây Bộ Chính trị sẽ ban hành nghị quyết về vấn đề này, nhấn mạnh triệt để tiết kiệm là quốc sách, quan điểm là chi tiêu phải nằm trong khả năng của nền kinh tế, vay phải trong khả năng trả nợ, phấn đấu tăng thu để tăng chi, còn nếu thu mà không đạt thì phải giảm chi tương ứng, phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương về tài chính, ông cho hay. Dành thời gian phân tích về vấn đề, ông Huệ nói rằng hiện nay trần nợ công đã sát ngưỡng 65% GDP, đang có hai loại ý kiến, một loại cho rằng không tăng đầu tư thì lấy gì mà phát triển, con nhà nghèo thì cũng có giai đoạn phải đi vay nợ. Có những nước trần nợ công 70-80% GDP, thậm chí 100% GDP, mình mới chỉ có 65% thì tại sao không nới lên? Chính phủ, anh em chúng tôi cũng muốn nới trần nợ công
để có cái mà tăng trưởng. Nhưng chính chính phủ cương quyết đề nghị giữ nguyên trần nợ công. Vì sao? Vì trần nợ công chỉ là một chuyện thôi. Quan trọng là tỷ lệ mà trả nợ mới quan trọng. Năm ngoái, nghĩa vụ trả nợ chiếm khoảng 27,5% thu ngân sách, trong khi giới hạn an toàn chỉ có 25% thôi. Chứ nếu tỷ lệ trả nợ chỉ khoảng 15%, thì có thể nới trần lên được. Trong năm 2016-2017, có thể trần nợ công bị vượt lên một chút. Lý do là tăng trưởng kinh tế thấp xuống một chút, nhưng dứt khoát phải kéo nợ công xuống dưới 65% GDP, ông nói. Về vấn đề thu chi ngân sách, Phó Thủ tướng khẳng định chính phủ sẽ chỉ đạo đổi mới căn bản lĩnh vực này. Nói về thuế thì có hai cái mạnh nhất. Thuế nội địa thì là cơ sở tính thuế, đưa hóa đơn chứng từ vào. Còn thuế nhập khẩu thì phải quản lý thật chặt giá tính thuế. Đừng có xe sang lại biến thành xe biếu tặng như ngày xưa, cái xe máy mấy chục triệu đưa về tính có mấy triệu bạc, ông phân tích. Dự toán chi phải trên cơ sở dự toán thu. Bây giờ tỉnh nào cũng muốn làm dự toán chi cao lên, còn dự toán thu thì thấp thôi. Tôi mà làm chủ tịch tỉnh thì tôi cũng muốn thế thôi. Thu thì ít mà chi thì nhiều. Nên bây giờ phải đổi mới cách thu như tôi nói. Còn chi thì phải theo kết quả đầu ra, chứ cứ lấy dân số mà nhân lên thì rất vô lý. Ví dụ như các tỉnh miền Đông Nam Bộ có dân số vãng lai rất lớn, người ta phải lo nhiều vấn đề xã hội. Vì vậy, phải có các chỉ tiêu và phản ánh kết quả đầu ra. Phó Thủ tướng cho rằng thu chi tốt, triệt để tiết kiệm, giảm chi phí thường xuyên, giảm biên chế và sắp xếp lại bộ máy, chúng ta mới thực hiện được các mục tiêu về ngân sách. Những món tiền dân tích cóp gửi tiết kiệm từ vài chục đến vài trăm triệu đồng nên được bồi thường đầy đủ, thay vì tối đa 75 triệu đồng nếu ngân hàng phá sản. Luật sư Trần Thanh Đức, chủ nhiệm câu lạc bộ pháp chế Hiệp hội Ngân hàng, đã khuyến nghị như vậy khi trao đổi với tuổi trẻ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều luật của các tổ chức tín dụng. Theo dự kiến được Quốc hội thảo luận trong hôm nay, 26 tháng 10, ông Đức cho rằng một trong những nội dung của dự luật sửa đổi được nhiều người dân quan tâm là mức hỗ trợ chi trả tiền gửi có vượt hạn mức hay dừng ở không quá 75 triệu đồng một cá nhân như quy định hiện hành một khi ngân hàng phá sản. Tại kỳ họp tháng 5 vừa qua, Quốc hội đề nghị bỏ quy định hỗ trợ chi trả vượt hạn mức cho người gửi tiền khi phá sản ngân hàng. Nay chính phủ vẫn đề xuất duy trì. Theo ông, nếu bỏ, liệu có rủi ro? Về nguyên tắc, nhà nước không hỗ trợ mà phải điều hành, quản lý để ngân hàng hoạt động lành mạnh nhất. Khả năng phá sản là hạn hữu thấp nhất. Nhưng nếu có ngân hàng bê bết, nhà nước cũng có thể cho phá sản. Cho phá sản là có kiểm soát để hạn chế rủi ro nền kinh tế và bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, của nhà nước, khách hàng ở mức cao nhất. Nếu Quốc hội không chấp thuận việc hỗ trợ vượt mức hiện nay, trong tình huống xấu nhất, người gửi vài trăm triệu đồng trở lên chỉ được bảo hiểm chi trả 75 triệu đồng là rất vô lý. Nếu xảy ra tình huống đó, người dân không an tâm, phản ứng dây chuyền, rất bất lợi cho hệ thống ngân hàng. Để tránh tâm lý dây chuyền, nhà nước phải hỗ trợ, mục đích nhằm thu hồi nợ gốc. Nhà nước đặt ra lộ trình cho phá sản ngân hàng, cân nhắc tuyên bố với người gửi tiền ở ngân hàng đó rằng sẽ cam kết trả đủ nhưng theo kế hoạch phù hợp với việc thu nợ. Khi đó, dân sẽ yên tâm hơn. Cho phá sản ngân hàng chỉ là giải pháp cuối cùng. Phương án cho phá sản ngân hàng chỉ là một trong năm giải pháp được quy định trong dự thảo luật để ngân hàng nhà nước có thể xử lý một ngân hàng yếu kém nhằm bảo vệ người gửi tiền và an toàn hệ thống. Theo đó, một ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt là được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của ngân hàng nhà nước và được cơ cấu lại theo các phương án phục hồi, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp, giải thể, chuyển giao bắt buộc, phá sản. Chính phủ đề xuất đưa vào luật các phương án này để có nhiều lựa chọn, cơ sở pháp lý nhằm củng cố, đưa hệ thống ngân hàng trở lại hoạt động lành mạnh. Các giải pháp này được xem là sau cùng bởi trong quá trình hoạt động, ngân hàng nhà nước còn có rất nhiều quy định kiểm soát khác nhau để ngân hàng hoạt động an toàn, đúng hướng. Nếu hỗ trợ đối với người gửi tiền, theo ông, nên thực hiện theo nguyên tắc nào? Cần phân loại khách hàng để có mức độ hỗ trợ phù hợp. Có thống kê rằng 80% nguồn vốn ngân hàng là của 20% khách hàng và ngược lại, 80% khách hàng chỉ chiếm 20% vốn gửi ngân hàng. Có nghĩa là khách gửi tiền ở ngân hàng, đa số có khoản tiền nhỏ,
và nhà nước chủ trương ưu tiên bảo vệ và hỗ trợ những người này, ưu tiên chi trả 100% với những món tiền gửi số ít, có thể là vài trăm triệu đồng, nhưng mức cụ thể bao nhiêu thì chính phủ tính toán để trình lên quốc. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thí điểm cho phá sản ngân hàng. Bài viết được đăng trên trang Tuổi Trẻ Online. Phát biểu tại phiên thảo luận tổ ở Quốc hội sáng ngày 22 tháng 10, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định chính phủ sẽ quyết liệt trong tái cơ cấu kinh tế, không cứu vớt các ngân hàng, doanh nghiệp yếu kém. Lập ngân hàng cổ phần rồi để nhà nước phải mua lại không đồng, nhà nước phải đứng ra xử lý hậu quả thì ai cũng muốn làm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói. Phó Thủ tướng khẳng định trong giai đoạn tới, việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước sẽ triển khai quyết liệt hơn với nhiều giải pháp mới. Ông cho biết, trước đây cổ phần hóa số lượng doanh nghiệp thì rất nhiều nhưng tổng vốn hóa thì rất thấp. Mỗi em một tí thôi. Lần này xác định rõ là với loại 100% vốn nhà nước, cần giữ thì phải giữ, rồi loại 65% và loại 50%, còn lại loại dưới 50% thì có thể thoái hết vốn. Chúng ta thay đổi cơ bản cách thức quản trị. Anh nào đã cổ phần hóa rồi thì dứt khoát phải lên sàn, dứt khoát phải công bố thông tin. Tuần này, chính phủ đốc thúc rất quyết liệt. Anh nào trốn tránh thì trước hết công khai lên để dân biết. Doanh nghiệp thua lỗ trước đây thường xin cơ chế nọ kia. Bây giờ phân loại ra, nếu thua lỗ do vấn đề khách quan, khả năng còn tái cơ cấu được thì mới tập trung tái cơ cấu, không cho lạm dụng từ tái cơ cấu. Doanh nghiệp nào thua lỗ, dự án đầu tư không có hiệu quả như Gang thép Thái Nguyên bây giờ mà bỏ tiền vào nữa thì có mặt chết, dứt khoát phải xử lý. Không nói đến tái cơ cấu mà nói là xử lý các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, các dự án đầu tư không hiệu quả. Nhà nước không cứu những anh như vậy, phải rõ ràng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh. Đối với hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng, ông Huệ cho biết hiện nay báo chí, dư luận đang quan tâm là có hay không việc sử dụng các nguồn lực nhà nước để giải quyết nợ xấu. Chúng ta đừng lẫn lộn hai khái niệm, ngân sách